hỏi: "Xin hỏi Pháp Sư, cư sĩ như chúng con có thể cúng thí thực không?" Đáp: "Cư sĩ có ăn cơm không? Nếu cư sĩ có thể ăn cơm, người xuất gia cũng có thể ăn cơm. Cư sĩ có thể mặc quần áo, người xuất gia cũng có thể mặc quần áo. Cư sĩ cần ngủ nghỉ, người xuất gia cũng cần ngủ nghỉ. Ăn mặc, trú ngụ, hành động, những gì người xuất gia tu, người tại gia cũng có thể tu. Nhưng các vị không được nói gạt người ta như: à, tôi đang thí thực đây, rồi ở đó mà bắt chước điều bộ thầy tu để thâu góp của cúng dường. Bất luận người cư sĩ làm gì đi nữa cũng không được thâu nhận của cúng dường. Cư sĩ làm Phật sự như tụng kinh cho người cũng không được nhận tiền. Họ làm tất cả các việc Phật sự đều không được thâu tiền. Nếu quý vị không vì lợi ích cho riêng mình thì làm bất cứ Phật sự gì cũng được. Còn nếu vì lợi ích cho riêng mình thì bất cứ Phật sự gì cũng không được làm. Tại vì các vị vẫn chưa xuất gia mà làm vậy, tức là quý vị nương dựa vào Phật giáo để có cơm ăn áo mặc đấy.